Sáng nay, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn cũng ra quân dọn rác thải dọc bãi biển đường Trường Sa nằm trên địa phận phường. Tại khu vực bãi biển cuối đường Huyền Trân Công Chúa thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn vào sáng nay, câu lạc bộ môi trường khu dân cư 16, hội cựu chiến binh cùng các hội đoàn thể của phường Hòa Hải cùng các chiến sĩ đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn phường tổ chức thu gom rác biển. Sự huy động của chủ tịch hội cựu chiến binh phường Hòa Hải, tất cả các anh em hội viên của hội cựu chiến binh phường cùng các đoàn thể của thanh niên và nông dân tham gia để làm việc dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trong đó giống như anh chị thấy cũng có tất cả các đồng chí bộ đội biên phòng và phía bên tranh của bộ đội phòng không nữa cũng cùng tham gia vệ sinh môi trường. Sau bão cũng như các bãi biển khác, dọc bãi biển đường Trường Sa rác tấp vào bờ khá nhiều. Bên cạnh đó, các biển bị thổi tấp lên vỉa hè, lòng đường. Vì vậy, việc giải phóng lượng rác thải và các biển đảm bảo vệ sinh bãi biển đang là vấn đề đặt ra. Chi hội có 16 là tham gia đầy đủ. Nói chung là thường xuyên là chủ nhật là đi dọn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, nói chung là đi đông đủ. Mấy đợt trước là dọn ở tuyến đường nông nước, tuyến đường xuân trò đằng ngạc, có tuyến đường, bữa nay là ra biển. Ngay sau bão số 9 và tiếp đó là bão số 13, các địa phương tập trung dọn vệ sinh trong các khu dân cư. Hiện môi trường tại các khu dân cư cơ bản đã được xử lý. Riêng rác biển vẫn chưa được giải phóng hết, đòi hỏi sự chung tay của các địa phương, đơn vị, nhất là các địa phương ven biển.